chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ngân Thân Healthy. Và dành cho những ai đây là lần đầu tiên xem video của Ngân thì mình xin tự giới thiệu, mình là Ngân. Hiện tại thì mình đang lập kênh YouTube, các kênh Fanspace, Facebook để chia sẻ các cái kinh nghiệm mà mình đã giảm từ 75 cân xuống 44 cân và cũng như chia sẻ lại những cái kiến thức mà mình đã tìm hiểu cũng như là được học. Mình muốn làm để chia sẻ lại cho các bạn để làm sao mà các bạn có thể đạt được cái cân nặng một thân hình các bạn mong muốn. Và hy vọng rằng đây là cái kênh mà bạn đang cần. Nếu như bạn đang trong quá trình thay đổi vóc dáng, giảm cân, muốn trở nên xinh đẹp và tự tin hơn, thế thì hãy follow và subscribe kênh của Ngân Thân Healthy và nhớ ấn chuông để chúng ta cùng không bị bỏ lỡ cái video mà Ngân ra. Và mong rằng chúng ta sẽ trao động lực được cho nhau, truyền được những cái thông tin hữu ích và để cho bạn có những sự lựa chọn và hiểu được thêm cơ thể của mình. Và giảm cân nó là một cái quá trình dài, chúng ta cần tìm hiểu và cũng như là cần phải hiểu sâu về cơ thể của mình là cái đầu tiên. Tiếp theo đấy, chúng ta sẽ phải tìm hiểu những cái phương pháp phù hợp để làm sao mà chúng ta có thể áp dụng được vào với cơ thể của mình. Và hôm nay thì Ngân sẽ đi đến một cái phương pháp mới, đó là phương pháp 16-8. Nói là mới, chứ thật ra là nó cũng không mới, tức là mới với cả giới trẻ hiện nay. Thực chất nó là phương pháp nhịn ăn gián đoạn. Chúng ta sẽ nhịn trong vòng 16 tiếng và ăn trong vòng 8 tiếng. Trong phương pháp này sẽ có những lưu ý nào, có những cái cần chúng ta cần chú ý, cũng như là nó dành cho ai, có lợi ích và nhược điểm như thế nào, thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tìm hiểu nha. Video về phương pháp 16-8 bắt đầu, let's go. Đầu tiên, phương pháp 16-8 nó là phương pháp nhịn ăn gián đoạn. Chúng ta phải biết là nhịn ăn gián đoạn là gì. Không phải là cứ nhịn ăn là chúng ta sẽ được ăn thoải mái, thỏa thích trong vòng 8 tiếng còn lại đâu ạ. Mà chúng ta sẽ nhịn ăn trong vòng 16 tiếng và ăn 8 tiếng với những thực phẩm lành mạnh. Không khuyến khích với đường, không khuyến khích với các loại đường hóa học này, không khuyến khích với các loại tinh bột quá nhiều. Chúng ta sẽ ưu tiên cho rau xanh, hoa quả, thịt, đạm nạc. Để làm sao để cung cấp cho cơ thể một nguồn dinh dưỡng tốt. Trong một thời gian 16 tiếng nhịn ấy, chúng ta sẽ có cảm giác đói. Và khi đói như thế thì cơ thể sẽ lấy các phần chất béo dư thừa để làm năng lượng. Từ đó là sẽ đốt cháy được cái calo thừa trong cơ thể của mình đi. Và nó là cái nguyên lý cơ bản. Mặc dù là phương pháp 16-8 nhưng chúng ta vẫn áp dụng số chỉ số calo. Đó, nên là khi mọi người tham gia vào cái phương pháp này thì cũng vẫn phải hiểu cơ thể của mình. Cái số calo mình ăn thì phải lớn hơn BMR và nhỏ hơn TDEE. Và BMR ở đây chính là các chỉ cái thông số mà số năng lượng tự cơ thể mình đốt ra hàng ngày. Tức là mình chỉ cần ăn, ngủ, nghỉ, ngồi không, không tập thể dục, không làm gì cũng tự tiêu hao năng lượng nó đi. Và TDEE đấy là mục tiêu mình hướng đến. Các bạn phải hiểu rõ cơ thể của mình ở hai cái này và áp dụng vào trong chế độ 16-8. Và điều thứ hai, với phương pháp 16-8 thì chúng ta cũng phải lưu ý đến thực phẩm. Thực phẩm thì chúng ta sẽ lưu tâm chọn những cái thực phẩm lành mạnh. Ví dụ ăn rau xanh thì chọn các loại rau màu xanh chủ yếu, chủ đạo. Như đặc biệt là rau họ nhà họ cải hoặc là các quả trái cây giàu nước. Chúng ta vẫn ăn đầy đủ chất đạm, chất béo, tinh bột và không bỏ chất nào hết. Chỉ là chúng ta sẽ chia cái phần khẩu phần ăn của mình trong một ngày đấy. Trong vòng 8 tiếng làm sao cho nó hợp lý. Và đặc biệt lưu ý khi ăn thì sẽ không ăn no quá 70%. Chỉ ăn no dừng lại 60-70% mà thôi. Tức là cơ thể mình chỉ cảm thấy đủ và không quá no, không quá đói. Đói thì sẽ dẫn đến thèm ăn. Mà no quá thì sẽ bị tăng căng bụng và sẽ bị giãn cơ, giãn bụng. Chúng ta sẽ chịu khó ăn đủ. Và khi ăn đủ, dạ dày của mình cũng sẽ nhỏ lại. Và từ đấy thì lượng khẩu phần ăn của chúng ta cũng sẽ giảm đi. Hãy lưu ý rằng là khi mà các bạn ăn và áp dụng cái phương pháp này thì hãy đảm bảo rằng mình không bị một bệnh nào hết. Nếu như có vấn đề sức khỏe thì hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ. Tuyệt đối không tự ý quyết định khi ăn theo cái phương pháp như thế này. Khi chúng ta lựa chọn được thực phẩm rồi, hãy biết tính toán các cái khi mà tính toán được calo và lựa chọn được thực phẩm rồi, chúng ta hãy chế biến cũng như là nấu như là một phương pháp ăn bình thường. Tức là chúng ta sẽ ăn uống lành mạnh, không phải là chúng ta cứ nhịn ăn 16 tiếng, là 8 tiếng còn lại chúng ta sẽ ăn trong ngập dầu mỡ, ăn ngập chất béo xấu thì không tốt nha mọi người. Chế biến thực phẩm thì vẫn là tươi, ngon, bổ dưỡng, dinh dưỡng tốt nhất để nạp vào cơ thể của chính mình. Các bạn hãy lưu ý nha, đừng có lựa chọn các loại thực phẩm nhiều đường, nhiều
đóng hộp hay là không rõ nguồn gốc xuất xứ hay là thực phẩm quá nhiều các cái chất béo xấu thì rất là không tốt cho cơ thể nha mọi người. Thật ra với phương pháp ăn 16-8 thì có rất là nhiều lợi ích. Đầu tiên là nó giúp cho chúng ta giảm cân, giúp chúng ta giảm mỡ thừa, đốt cháy mỡ thừa từ sâu bên trong ra đến bên ngoài. Chúng ta sẽ dùng cái thời gian nhịn ăn đó và lấy lượng calo ở trong cơ thể thừa để làm năng lượng, để đốt cháy cũng như là để sống hàng ngày. Thì đấy là cái đầu tiên mà mình cảm thấy là lợi ích tốt nhất, tức là nó sẽ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất tốt hơn. Thứ hai là phương pháp này thì chúng ta sẽ không phải nhịn ăn gì hết, chúng ta vẫn ăn đầy đủ chất. Và với 16 tiếng thì chúng ta cũng không cảm thấy đói quá đâu, vì mọi người vẫn được sử dụng nước, sử dụng trà để lấp đầy cái dạ dày trống khi mà mọi người cảm thấy đói. Với phương pháp này chúng ta sẽ cảm thấy là thoải mái, cơ thể của mình khá là thoải mái và vẫn được ăn những cái món ăn mà mình yêu thích. Còn về nhược điểm thì có những nhược điểm như sau. Thật ra là nói là 16 tiếng mọi người sẽ không cảm thấy đói thì khi đấy là mọi người đã quen ăn với một số cái phương pháp ăn kiêng rồi. Còn đây khi mà ai mà mới bắt đầu nhá sẽ cảm thấy đói. Cho nên là 8 tiếng còn lại được ăn thì mọi người sẽ ăn nhiều hơn so với bình thường. Cái này thì ban đầu thì cũng khó kiểm soát. Nên là nếu như cân nhắc mà cảm thấy bản thân mình phù hợp và không bị ăn quá nhiều trong cái bữa, trong cái 8 tiếng mà mình được ăn nha mọi người. Tức là mình sẽ điều khiển kiểm soát cái lượng khẩu phần ăn của mình làm sao để mình không bị ăn thừa. Nhìn chung thì cái phương pháp này sẽ giúp cho bạn tăng tuổi thọ, trẻ hóa da bởi vì là nó thúc đẩy quá trình trao đổi chất rất là tốt. Để cho cái phương pháp này được thực hiện tốt nhất cũng như là hiệu quả nhất với cơ thể của bạn, thế thì đừng quên một ngày các bạn chịu khó tập thể dục từ 30 đến 40 phút một ngày. Vì tập thể dục thì cũng sẽ làm cho các bạn thứ nhất là trao đổi chất và tránh các trường hợp bị chững cân, cho cơ thể của mình nó được vận động này, nó được hết ì ạch khi mà chúng ta ngồi làm việc hàng ngày như thế này mà chúng ta không vận động thì đúng là cơ thể của chúng ta rất là nặng nề luôn. Đó, nên là các bạn hãy lưu ý, hãy cố gắng tập thể dục mỗi ngày nha. Video này đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng với những cái mà Ngân vừa nêu ở trên về chế độ 16-8 thì sẽ giúp ích cho bạn hiểu thêm về phương pháp này cũng như là làm sao xem mà bản thân mình có phù hợp hay không, có nên lựa chọn cái phương pháp này vào trong cái phương pháp ăn kiêng của mình hay không. Video này khá là dài rồi và chúng ta sẽ xin phép dừng lại ở đây. Và ở bên dưới thì Ngân cũng có để thêm thông tin về phương pháp này cũng như các đường link liên kết nói về phương pháp này. Và Ngân có một chiếc group Healthy Life, nếu như bạn đang ở trong quá trình tăng cơ giảm mỡ, tăng cân giảm cân, thế thì hãy vô đây. Và nếu như có câu hỏi nào thì hãy đặt ở đây để Ngân trả lời các bạn hàng ngày nhé. Và nếu như bạn cảm thấy video này giúp ích được cho bạn điều gì đó thì hãy follow và subscribe kênh của Ngân Thân Healthy. Và xin chào, hẹn gặp lại các video sau.